Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đã phát huy vai trò lãnh đạo trong thực hiện các nhiệm vụ của bệnh viện, đặc biệt là việc phát triển kỹ thuật cao, chuyên sâu và đổi mới phong cách, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Với những thành tích đã đạt được, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương là một trong 90 tập thể cá nhân trên địa bàn tỉnh vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Xác định việc phát triển kỹ thuật là yếu tố then chốt trong phát triển bệnh viện, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương đã chỉ đạo chuyên môn làm tốt công tác đào tạo, phát triển nhân lực, tăng cường chuyển giao kỹ thuật mới. Trong 5 năm qua, tại bệnh viện đã có hơn 20 kỹ thuật mới chuyên sâu được triển khai, trong đó có nhiều kỹ thuật thuộc phân hạng bệnh viện tuyến trên như phẫu thuật thay khớp gối, khớp háng, phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng khớp gối, phẫu thuật kết hợp xương bằng đóng đinh nội tủy hoặc nẹp vít, phẫu thuật nối thần kinh mạch máu, phẫu thuật nội soi cắt đốt u xơ tiền liệt tuyến, tán sỏi bằng laser. Đến nay, ngoài các kỹ thuật theo phân tuyến, Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương đã triển khai và làm chủ được khoảng hơn 30% các kỹ thuật tuyến trên. Để được làm được những cái việc đấy thì đầu tiên là chúng tôi phải cử những người cán bộ đi học tại các bệnh viện từ tuyến tỉnh cho đến tuyến trung ương. Và ngoài ra thì sau khi các đồng chí cán bộ đi học về thì chúng tôi sẽ mời các đồng chí ở tuyến trên về chuyển giao kỹ thuật trong một thời gian nhất định. Và sau đấy thì anh em sẽ chủ động tự làm những cái kỹ thuật cao đấy. Giai đoạn 2015-2020, Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương đã đầu tư gần 60 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị y tế. Đến nay, cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, xanh sạch đẹp. Đặc biệt, sự đổi mới toàn diện, phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện đã được nhân dân đánh giá cao. Mấy năm gần đây là vệ sinh môi trường của cái khuôn viên của bệnh viện có nghĩa là cực kỳ sạch sẽ, kể cả tinh thần phục vụ rồi tiếp đón bệnh nhân để từ đăng ký cho đến nhé, mà lúc đi xét nghiệm cho đến lúc là kết thúc ra về thì nó rất vui vẻ. Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương hiện có 4 chi bộ với 86 đảng viên. Giai đoạn 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương đã bứt phá mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị chuyên môn trọng tâm như khám chữa bệnh, đào tạo chuyên môn, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, chống dịch bệnh. Đảng bộ bệnh viện nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Tiếp tục nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh bằng cách là đào tạo con người, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị máy móc để nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đổi mới tinh thần thái độ phục vụ, văn hóa giao tiếp ứng xử, xây dựng cái thương hiệu bệnh viện, cái văn hóa công sở đặc thù của Bệnh viện Quảng Xương. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng tinh thần thái độ phục vụ, nâng cao cái thương hiệu. Mình sẽ kêu gọi các cái nhà đầu tư bằng các cái nguồn vốn khác nhau để tiếp tục xây dựng bệnh viện phát triển trong cái giai đoạn tiếp theo. Phát huy những kết quả đạt được với sự đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ đảng viên, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra cho nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện tốt cơ chế tự chủ, đổi mới toàn diện các mặt hoạt động, tập trung hình thành và phát triển các trung tâm khám chữa bệnh chuyên sâu. Trong những ngày vừa qua, nhiều đơn vị trong tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Trong 6 tháng cuối năm 2020, Ban thi đua khen thưởng tỉnh Thanh Hóa xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện đó là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức viên chức về vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động gắn với việc thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phát động các phong trào thi đua có trọng tâm trọng điểm trong các cấp các ngành, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo về thi đua khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật. 6 tháng cuối năm 2020, các đơn vị công an trong tỉnh Thanh Hóa sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả 5 đề án công tác lớn của công an tỉnh. Trong đó, trên lĩnh vực an ninh, phải xây dựng các phương án, kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng cấp huyện, thị, thành phố, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19.
chú trọng đảm bảo an ninh tôn giáo, an ninh dân tộc và an ninh tuyến biên giới, đảm bảo an toàn về an ninh trật tự tại các khu công nghiệp. Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, phải tập trung triệt xóa các băng ổ nhóm tội phạm, không để hình thành băng ổ nhóm mới, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm nổi, tội phạm gây bức xúc trong nhân dân. Tập trung triệt phá, bóc gỡ các đường dây, tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng ma túy. Trên lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, chú trọng việc kiểm tra, giám sát các cơ sở, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, kiên quyết không để tội phạm lợi dụng núp bóng hoạt động, tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ tại các cơ quan doanh nghiệp và các khu dân cư, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Trên lĩnh vực xây dựng lực lượng, hậu cần, tập trung chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, phòng ngừa phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, thiếu sót của cán bộ chiến sĩ, xây dựng hình ảnh tốt đẹp của lực lượng Công an Thanh Hóa trong lòng nhân dân. Tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã đề ra những giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, nhân rộng mô hình làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2018-2020. Trên cơ sở đó, góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ hội viên phụ nữ, thu hút đông đảo phụ nữ tham gia sinh hoạt hội, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực hiện tốt vai trò trách nhiệm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên phụ nữ và trẻ em. 6 tháng cuối năm 2020, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa sẽ tập trung đổi mới, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, tiếp tục triển khai các phong trào thi đua cao điểm, chào mừng đại hội đảng các cấp gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan đơn vị như phong trào tham mưu giỏi, phục vụ tốt, trách nhiệm cao, sáng tạo trẻ, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, triển khai có hiệu quả chiến dịch tình nguyện hè 2020, qua đó phát huy vai trò xung kích tình nguyện, sáng tạo của thanh niên khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy kết quả đạt được 6 tháng cuối năm 2020, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa, Ban Đoàn kết Công giáo các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến đồng bào Công giáo, đồng thời phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức thành công hội nghị biểu dương người tốt việc tốt trong đồng bào Công giáo, tập hợp phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng của bà con giáo dân đến với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp. Thực hiện chương trình giám sát và phản biện xã hội, đoàn giám sát liên ngành của tỉnh do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì đã có buổi giám sát kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Hoàng Hóa. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị huyện Hoàng Hóa đã tích cực vào cuộc trong chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được Mặt trận Tổ quốc các cấp tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tạo ra những nhân tố mới, mô hình mới, cách làm hay. Nhờ đó, từ năm 2011 đến năm 2019, tổng nguồn vốn được huy động để xây dựng nông thôn mới toàn huyện đạt hơn 9.700 tỷ đồng. Toàn huyện đã có 42 trên 42 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 45,6 triệu đồng một người một năm, gấp 3,6 lần so với năm 2011. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đánh giá cao kết quả mà huyện Hoàng Hóa đã đạt được, chỉ ra những hạn chế trong xây dựng nông thôn mới của huyện như thu nhập bình quân đầu người chưa tương xứng với tiềm năng phát triển kinh tế của huyện, các mô hình phát triển kinh tế chưa được mở rộng, người dân chưa nâng cao ý thức trong bảo vệ môi trường, đồng thời cho rằng trong xây dựng nông thôn mới những năm tiếp theo nên gắn với lộ trình thực hiện các tiêu chí đô thị đối với xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, cần giao trách nhiệm cho chính quyền địa phương trong giải quyết những vấn đề người dân chưa hài lòng. Đoàn giám sát sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến kiến nghị đề xuất của các thành viên và của huyện Hoàng Hóa để hoàn thiện báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân theo chương trình giám sát phản biện xã hội. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn toàn quốc chuyên đề về công tác dân chủ pháp luật năm 2020. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày các chuyên đề liên quan đến công tác dân chủ pháp luật như nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân chủ pháp luật, công tác tham gia xây dựng pháp luật và thực hiện phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với thực hiện dân chủ ở xã phường thị trấn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác phòng chống tham nhũng, công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Theo đó, để thực hiện tốt công tác dân chủ, pháp luật, mặt trận tổ quốc các cấp cần sâu sát nắm bắt tình hình nhân dân, đa dạng các hoạt động và ký kết các chương trình phối hợp cụ thể, kết hợp chặt chẽ việc nắm bắt dư luận xã hội, tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và nhân dân với hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, từ đó tạo được tiếng nói chung, làm nên sức mạnh của mặt trận. Đồng thời, công tác dân chủ, pháp luật cũng đòi hỏi mỗi cán bộ mặt trận cần bám sát mục đích, nguyên tắc, yêu cầu từng nội dung công tác, đảm bảo sự ổn định, tăng tính đồng thuận trong nhân dân, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, bản lĩnh, nắm chắc nội dung công tác, tự rèn luyện, đoàn kết, chia sẻ, từ đó tạo dựng được thành công trong thực hiện chương trình 3 về thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đề ra. Sở Tài nguyên và Môi trường vừa tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện Bộ Chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020. Bộ chỉ số được cấu trúc thành hai nhóm đánh giá, trong đó các nhóm tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu nhiệm vụ bảo vệ môi trường bao gồm bảo vệ chất lượng môi trường sống, bảo vệ sức khỏe hệ sinh thái, bảo vệ hệ thống khí hậu, năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Các tiêu chí đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống bao gồm chất lượng môi trường không khí xung quanh, chất lượng môi trường nước mặt, chất lượng môi trường đất, cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học. Thông qua việc tập huấn sẽ giúp các cơ quan đơn vị thực hiện đúng đủ bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của tỉnh, qua đó đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ bảo vệ môi trường và mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống, tăng cường hiệu lực hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, khuyến khích nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước và người dân trong công tác bảo vệ môi trường. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội thảo đánh giá hiệu quả mô hình tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và phát triển nghề trồng chế biến rong giềng truyền thống tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Thực hiện đề tài khoa học, khôi phục phát triển nghề trồng và chế biến rong giềng truyền thống theo chuỗi giá trị trong thời gian từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 7 năm 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thanh Hóa đã hỗ trợ thành lập các tổ hợp tác trồng và chế biến tiêu thụ rong giềng do phụ nữ làm chủ tại hai xã Cẩm Bình và Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy, đồng thời tập trung chuyển giao kỹ thuật, quy trình chăm sóc thu hoạch và chế biến rong giềng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Từ 2 hectare rong giềng thử nghiệm ban đầu, đến nay diện tích rong giềng đã được các tổ hợp tác nhân rộng lên hơn 30 hectare tại hai xã Cẩm Bình và Cẩm Liên. Theo tính toán, mỗi hectare trồng trong 10 tháng thu hoạch được khoảng 75 tấn củ, mỗi tấn củ chế biến được trên 70 kg miến. Với giá bán khoảng 70.000 đồng một kg, mỗi hectare trồng rong gắn với chế biến sẽ cho lợi nhuận gần 100 triệu đồng. Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai mô hình, đồng thời xây dựng các giải pháp để tiếp tục mở rộng diện tích trồng rong giềng nguyên liệu gắn với chế biến theo chuỗi giá trị sản xuất tại huyện Cẩm Thủy, góp phần tạo ra các sản phẩm an toàn, vệ sinh thực phẩm và tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hội viên phụ nữ. Tại xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV Bãi Trành. Đây là dự án được chọn khởi công chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Như Xuân, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV Bãi Trành với tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Đức do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư. Dự án có hai phần gồm đường dây cao thế 110 kV có chiều dài 39 km đi qua địa bàn 12 xã thị trấn của các huyện Nông Cống như Thanh, Như Xuân và trạm biến áp 110 kV được xây dựng tại xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành trước tháng 6 năm 2021. Do đó, ngay sau khi khởi công, nhà thầu thi công dự án là Công ty Cổ phần Thương mại Xây lắp Công nghiệp Thăng Long sẽ bắt tay vào thi công ngay. Tuy nhiên, do dự án đường dây 110 kV dài 39 km đi qua nhiều địa phương, nên tiến độ thi công phụ thuộc rất nhiều vào công tác giải phóng mặt bằng của các địa phương. Sau khi thi công xong, dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV Bãi Trành sẽ được bàn giao cho Công ty Điện lực Thanh Hóa quản lý vận hành. Sau khi đưa vào sử dụng, dự án này sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng lưới điện cho các huyện Nông Cống, Như Thanh và Như Xuân, đồng thời sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các huyện thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2014, Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm Năng lượng Thanh Hóa đã chuyển hướng các hoạt động khuyến công từ đào tạo nghề sang xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nông thôn, đầu tư máy móc thiết bị hiện đại. Bằng nguồn kinh phí khuyến công của Trung ương và của tỉnh, Trung tâm đã hỗ trợ khuyến khích hàng chục doanh nghiệp nông thôn đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Dây chuyền máy ghép thanh gỗ của công ty trách nhiệm hữu hạn Xuyên Bình, huyện Triệu Sơn được đầu tư từ năm 2018. Trong quá trình tìm hiểu công nghệ và chuẩn bị nguồn vốn đầu tư, doanh nghiệp này đã được Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm Năng lượng Thanh Hóa tư vấn và hướng dẫn tiếp cận nguồn kinh phí hỗ trợ từ chương trình khuyến công. Nhờ đó, tiến độ đầu tư dây chuyền được đẩy nhanh. Sản phẩm sản xuất ra cho độ chính xác cao, độ nét của sản phẩm tốt hơn, trong khi năng suất cao gấp 3 lần so với trước đây. Hiện sản phẩm gỗ ván ghép thanh của đơn vị đã xuất khẩu được sang thị trường Hàn Quốc, góp phần tạo việc làm ổn định cho hơn 70 lao động địa phương. Bên khuyến công, các anh, các chị tự liên hệ và hướng dẫn. Là hồ sơ thì các thứ làm rất là nhanh gọn. Và cái gì mà không đúng thì các anh, các chị giúp đỡ, hỗ trợ. Trước đây thì chúng tôi cần một cái gì đó thì phải đi vay. Bây giờ cái sự hỗ trợ thì là cái số vốn đó mình không phải đi vay. Mình tự sản xuất thì hắn đỡ vất vả cho công ty hơn. Và sản phẩm ra thì tốt hơn, hiệu quả hơn. Vì là máy móc hiện đại hơn mà. Ngoài nhiệm vụ hỗ trợ đào tạo nghề cho các đơn vị doanh nghiệp, từ năm 2014 đến nay, Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm Năng lượng Thanh Hóa đã hỗ trợ xây dựng 8 mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp nông thôn với tổng kinh phí 5,7 tỷ đồng. Thực hiện 101 đề án hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến với tổng kinh phí hơn 18 tỷ đồng. Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án khuyến công quốc gia điểm về hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phát triển sản xuất chế biến lâm sản giai đoạn 2018-2020. Thông qua hoạt động khuyến công, nhiều cơ sở doanh nghiệp nông thôn đã chú trọng quan tâm đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị hiện đại để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Đơn vị sản xuất trên địa bàn thì một số công nghệ là nó cũng lạc hậu rồi. Đấy thì cũng được quan tâm đầu tư dây chuyền sản xuất cát nhân tạo thì chúng tôi cũng thấy được là cái hiệu quả của nó là sản xuất ra sản phẩm là chất lượng, doanh nghiệp chủ động được cái nguồn cát để đưa vào sản xuất. Thứ hai cũng cung cấp được cái lượng cát cho các cái nhà xây dựng. Các công ty hiện tại bây giờ là đầu tư các thiết bị máy móc hiện đại thì anh cũng rất là nhiều vốn mà được sự quan tâm của bên khuyến công thì khuyến công đang tiếp tục làm hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ để cho bên doanh nghiệp được tiếp cận vốn rất là thuận lợi. Hiện nay hầu hết các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn của Thanh Hóa đều có quy mô nhỏ, trình độ công nghệ lạc hậu. Do vậy, việc Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm Năng lượng Thanh Hóa tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nông thôn thay thế máy móc công nghệ có ý nghĩa quan trọng, khuyến khích các doanh nghiệp tiếp cận công nghệ sản xuất mới hiện đại để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và tiết kiệm chi phí đầu vào. Từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Trước nhu cầu lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời của người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngày một tăng cao, từ năm 2019, chi nhánh kỹ thuật Viettel Thanh Hóa đã triển khai lắp đặt nhiều công trình điện năng lượng mặt trời, bước đầu mang lại hiệu quả. Tháng 3 năm 2019, gia đình ông Phạm Tấn Dũng ở lô 27, mặt bằng Nguyễn Công Trứ, thành phố Thanh Hóa đã đầu tư gần 70 triệu đồng để lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời do chi nhánh kỹ thuật Viettel Thanh Hóa cung cấp. Trong hơn một năm qua, mỗi tháng hệ thống điện năng lượng mặt trời của gia đình ông đều sản xuất được bình quân trên 600 kWh điện. Trong thời điểm nắng nóng như hiện nay, gia đình ông Dũng không chỉ tiết kiệm được tiền điện mà còn có thêm 582.000 đồng một tháng nhờ phần điện dư bán lại cho công ty điện lực Thanh Hóa. Thì năng lượng mặt trời rất là hiệu quả. Nhà tôi không sử dụng hết cái năng lượng mặt trời thì cái số lượng điện nó được đẩy ra điện lưới. Cái độ an toàn thì đều được kiểm soát qua cái điện thoại. Nên là chúng tôi vẫn được theo dõi cái số lượng điện rồi cái những các cái chỉ số như các cái thiết bị khác nó đều thông báo hết ở trên cái điện thoại. Nên sử dụng rất là đơn giản, rất là hiệu quả. Sau hơn một năm triển khai cung cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, chi nhánh kỹ thuật Viettel Thanh Hóa đã lắp đặt được cho trên 100 khách hàng. Nhiều doanh nghiệp hợp tác xã sau khi lắp đặt sử dụng đã sản xuất được lượng điện năng lên tới gần 1.500 kWh một tháng. Cái đầu tiên để mình sử dụng cái hệ thống năng lượng mặt trời này ấy, là nó là công nghệ xanh, sạch. Đấy là cái yếu tố đầu tiên và nó là cái ưu điểm lớn nhất của cái năng lượng mặt trời.
Và cái thứ hai nữa là tính về cái hiệu suất để mà chi phí ra, đầu tư ra và đến nguồn thu lại thì là nó mang lại cái lợi ích cao. Trong tính toán là như nhà mình đây là 4 năm thì có thể thu lại được cái nguồn gốc vốn đầu tư. Và từ 4 năm đổ đi thì có thể là sinh ra lợi nhuận. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tập trung phát triển, đặc biệt là ưu tiên những cái vùng mà hiện nay lưới điện chúng ta đang thiếu hụt, đảm bảo cái lượng điện cho sinh hoạt cũng như cho sản xuất của các doanh nghiệp. Cái lợi ích này thì hiện nay là cũng nhiều hộ gia đình, nhiều doanh nghiệp họ chưa nhìn thấy được. Chúng tôi sẽ qua các kênh truyền thông cũng như qua cách tiếp xúc trực tiếp của nhân viên Viettel sẽ là truyền thông đến khách hàng những lợi ích này để khách hàng tham gia vào quá trình này. Và đây là một chính sách rất tốt của chính phủ cho khách hàng. Để đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện, công tác bảo trì bảo hành được các cán bộ kỹ sư chi nhánh kỹ thuật Viettel Thanh Hóa thực hiện nghiêm túc. Được biết, từ đầu năm đến nay, chi nhánh đã lắp đặt đấu nối vào hệ thống điện lưới và vận hành an toàn tổng công suất hơn 500 kWh, tương đương 60.000 kWh ở 5 huyện, thị xã, thành phố Thanh Hóa, góp phần tạo nguồn năng lượng sạch, bảo vệ môi trường bền vững. Thưa quý vị và các bạn, quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, anh Nguyễn Hữu Thành, xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã thành công từ mô hình chăn nuôi thỏ thương phẩm với thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Sau một thời gian tìm hiểu kỹ thuật và học tập kinh nghiệm chăn nuôi thỏ, năm 2017, anh Nguyễn Hữu Thành đã quyết định đầu tư chăn nuôi thỏ sinh sản và thỏ thương phẩm. Bước đầu ít vốn, kinh nghiệm chưa nhiều nên anh chỉ đầu tư nuôi 50 cặp thỏ giống. Do lựa chọn con giống, xây dựng chuồng trại, lựa chọn thức ăn và tiêm phòng đúng kỹ thuật, đàn thỏ nhà anh sinh trưởng tốt, sinh sản đều, thỏ thương phẩm khỏe mạnh và tăng trọng nhanh. Chỉ sau 3 năm, đến nay, trang trại chăn nuôi thỏ của gia đình anh Nguyễn Hữu Thành đã có 600 con thỏ mẹ và thường xuyên duy trì đàn thỏ thương phẩm khoảng 3.500 con. Trung bình mỗi năm, thỏ mẹ đẻ từ 7 đến 8 lứa, mỗi lứa 6 đến 8 con. Thỏ thương phẩm nuôi từ 3 đến 4 tháng, trọng lượng đạt từ 2,5 đến 3 kg một con, đã có thể xuất bán. Trung bình mỗi năm, xuất 3 lứa. Riêng năm 2019, trang trại của anh Thành xuất bán 24 tấn thỏ thịt với giá nhập cho công ty Nippon Joki Nhật Bản là 77.000 đồng 1 kg, doanh thu đạt 1,7 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí còn lãi trên 800 triệu đồng. Đối với con thỏ thì trong quá trình mình chăn nuôi thì cái khâu công tác phòng bệnh thì là rất quan trọng. Thì tất cả là bây giờ là mình đều có thuốc để dùng cho con thỏ cả. Và trong quá trình chăn nuôi thì mình cho ăn chủ yếu là cám và thêm rau củ quả. Cái giá ổn định quanh năm của bên công ty ký là quanh năm. Còn cái giá ngoài thị trường thì bây giờ là đang rất cao. Nên là đem lại lợi nhuận cho người chăn nuôi thỏ là tương đối là ổn định. Trong quá trình phát triển mô hình trang trại chăn nuôi thỏ, anh Nguyễn Hữu Thành vẫn không ngừng tìm hiểu, học tập để nâng cao kỹ thuật và kinh nghiệm chăn nuôi. Năm 2019, anh được Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ đầu tư con giống, chuồng trại và trang thiết bị để làm mô hình nuôi thỏ công nghệ cao, mở ra hướng đi bền vững và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, sở trang trại của anh được xây dựng ở vùng đất ngoại đê nên vào mùa mưa lũ hàng năm đều phải đối mặt với nguy cơ ngập lụt. Vì vậy, anh đang có dự định sẽ chuyển trang trại đến khu vực an toàn hơn, đồng thời tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi. Trong cái thời gian tới thì gia đình cũng mong muốn là chính quyền xã và các cấp quan tâm giúp đỡ cho trang trại để có một quỹ đất để làm trang trại để mở rộng thêm. Chúng tôi sẽ dồn điền đổi thửa, tiếp tục dồn để quy hoạch các cái vùng đất cho phát triển kinh tế trang trại. Và đặc biệt là cái mô hình thỏ này, báo cáo chính là chúng tôi đang phấn đấu là cuối trong năm nay là có một số cái diện tích đất có rồi, chúng tôi sẽ cho tập trung nghĩa là gì cho gia đình này vào trong đây để mở rộng cái mô hình và tránh cái lụt bão ngoài đồng. Do liên kết ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với công ty Nippon Joki Nhật Bản nên trang trại của anh Thành có đầu ra rất ổn định. Ngoài ra anh còn liên kết đầu tư con giống, hướng dẫn kỹ thuật và làm đối tác tiêu thụ thỏ ổn định cho 3 trang trại nuôi thỏ vệ tinh ở các xã lân cận. Chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.